Ngũ giới thập thiện tiêu tai nạn. Vì chúng sanh tạo nghiệp nên trên thế giới mới thấy xuất hiện bao nhiêu là tai nạn. Có câu nói, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo, ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu không khởi hoặc thì sẽ không tạo nghiệp và từ đó không có quả báo. Khởi hoặc là khởi lên sự mê lầm do thiếu trí huệ chân chính nên không sáng suốt khi đối diện với sự lý, nghĩa là tâm điên đảo. Nói rõ hơn, đây là trường hợp không biết phân biệt rõ ràng các điều thị phi, thiện ác, ngay đến trắng đen cũng không phân định, chánh tà cũng không biết. Tóm lại, tất cả đều do sự thiếu xét đoán minh bạch mà nguồn gốc chính là sự tác quái của vô minh. Tạo nghiệp thì phải kể cả tạo thiện nghiệp và tạo bất thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp sẽ được quả sanh ở trên thiên, tạo ác nghiệp thì sẽ bị đọa địa ngục. Bởi không phân biệt rõ nên mới tạo nên nào nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp nói dối, nghiệp uống rượu vân vân. Nhưng trong các nghiệp này thì cũng có sự khác biệt về mức độ nặng nhẹ. Sát sinh như hành động giết các con muỗi, con kiến chẳng hạn, đó gọi là sát sinh. Giết bò, giết heo là sát sinh, nhưng trong trường hợp này nghiệp báo không nặng lắm, bởi súc sinh là loài ngu si, nhất thời không kiếm ra được kẻ giết mình, mà có kiếm ra thì cũng không biết phương cách gì để báo thù. Thế nhưng trong thế gian luật nhân quả rất là công bình. Trong sự mông lung của đời sống, chẳng biết từ đâu và do đâu ta sẽ thấy nhân quả kiếm tới. Có thể ta sẽ mắc phải một quái tật hay sẽ bị bệnh hành hạ. Đó là một thí dụ về sự báo cừu có tính cách tiêu cực. Nhưng ngày nay, những người mắc bệnh ung thư phần đông là do kiếp trước hay kiếp này đã tạo ra các nghiệp trọng về sát sinh nên mới gặp loại bệnh không có thuốc chữa này. Trong các nghiệp sát sinh thì nghiệp sát nhân là nghiêm trọng nhất. Nạn nhân bị giết biến thành oan hồn, tức khắc theo dõi anh, oan cừu chẳng báo, chẳng cam tâm, nên nhất định sẽ chờ có cơ hội là báo oán xưa. Kẻ sát nhân ắt bị pháp luật trừng trị, hoặc giả tâm thần không an ổn, đứng ngồi không yên, luôn luôn ở trong một hoàn cảnh bị đe dọa, chẳng chóng thì chày, tinh thần sút kém, nên chẳng chết thì cũng bị điên loạn. Trộm cướp. Phàm là kẻ trộm cướp, tâm thường phập phồng, sợ hãi. Người ta thường nói, tặc nhân đờm hư. Kẻ trộm thì gan mật suy yếu. Nếu chẳng có hành vi trộm cắp thì ngừng lên chẳng hồ, cúi xuống chẳng thẹn. Có gì đâu mà hãi sợ. Việc ta làm, ta tạo tác. Rất là đường hoàng, quang minh, còn sợ gì nữa? Tà dâm, hành dâm là điều cấm tuyệt đối với người xuất gia. Còn đối với các đệ tử Phật tại gia thì việc tà dâm chỉ cấm nếu không phải là giữa vợ chồng. Ngoài ra, tư tưởng dâm dục cũng phải bỏ, không thể nào cứ từ sáng đến tối hồ tư loạn tưởng, suốt ngày để cho tư tưởng dâm dục ám ảnh cho đến bạc cả tóc, rụng cả răng. Có biết đâu tới kiếp sau những tư tưởng đó vẫn còn theo đuổi, rồi kiếp kế tiếp mãi mãi không thôi. Đúng là vì dâm dục mà sanh, vì dâm dục mà tử. Nói dối. Người nói dối không bao giờ tin vào lời nói của bất cứ ai, bởi chính mình không nói lời chân thực nên cứ nghĩ rằng người khác cũng không nói thực. Có câu nói, lấy cái tâm tiểu nhân đo lòng người quân tử. Chính mình chuyên nói dối để gạt người khác, do đó mới cho rằng người khác cũng nói lời dối gạt như mình. Uống rượu. Phàm người uống rượu dễ bị mất lý trí, đương lúc hăng say không kịp nghĩ tới hậu quả nên dễ tạo ra những việc thương luân bại lý. Lý do là tửu hậu vô đức, lý trí lúc bấy giờ không kềm hãm được tình cảm nữa. Nguyên nhân các tai nạn trên thế giới đều do con người không giữ ngũ giới, không biết tu thập thiện. Trong thời kỳ chuyển luân thánh vương trị thế, mọi người đều giữ ngũ giới, tu thập thiện, cho nên hồi đó trên dân gian không có mảy may tai nạn. Đúng là thời kỳ gió thuận mưa hòa, quốc thái dân an. Nay thì ai nấy đều không giữ ngũ giới, không tu thập thiện. Điều căn bản chính là ở chỗ đó.